Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm qua, Đảng, Nhà nước và quân đội ta đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, lan tỏa tới mọi mặt của đời sống xã hội, tạo động lực to lớn để cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước vượt qua mọi khó khăn, thi đua, làm cho nhiều, cho giỏi. Học tập và làm theo Bác Hồ, thời gian qua các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã triển khai thực hiện nhiều phong trào, mô hình hiệu quả, đặc biệt là trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cùng thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm. Việc tổ chức huấn luyện toàn diện, chuyên sâu, có trọng tâm, huấn luyện sát với đặc điểm nhiệm vụ của từng lực lượng đã giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức và khả năng xử lý hiệu quả các tình huống. Không được chủ quan, thỏa mãn, phải ra sức rút kinh nghiệm, tích cực học tập, làm chủ khoa học kỹ thuật để trận sau thắng hơn trận trước. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ năm xưa, cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc quân chủng phòng không không quân ngày nay luôn chủ động trong luyện tập và xử trí các tình huống tác chiến phòng không, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại có trong biên chế, giữ vững vùng trời được giao. Thi đua làm theo Bác trong thời gian qua, Đảng ủy chí trung đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đột phá vào công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong qua đó thì đã xuất hiện các cái mô hình như khẩu đội điểm giỏi, trận địa thanh niên và mô hình bắt nước thao trường đã góp phần nâng cao được cái chất lượng huấn luyện cũng như là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn học tập có kết quả tốt thì phải có thái độ đúng. Thời gian qua, quân đoàn 1 đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ. Tại Trung đoàn 102, mô hình kíp xe huấn luyện giỏi đã thúc đẩy khí thế thi đua, luyện tập hăng say của cán bộ chiến sĩ. Với đặc thù của lực lượng bộ binh cơ giới, nội dung nhiều, cường độ huấn luyện cao. Bên cạnh xây dựng tác phong chính quy, kỷ luật cho mọi quân nhân, đơn vị còn đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn trong quá trình luyện tập. Xây dựng ý thức, tinh thần, trách nhiệm, cảnh giác cách mạng cao cho cán bộ chiến sĩ, triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, kiện toàn tổ chức, con người, các phương án sẵn sàng chiến đấu, tổ chức cho đơn vị luyện tập từng bước, từng phương án sẵn sàng chiến đấu, sát với từng nhiệm vụ, từng tình huống. Ngày thường đã vậy, còn vào những ngày nắng nóng cao điểm tại các tỉnh miền Trung, công tác huấn luyện càng thêm vất vả. Xác định, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Trên các trận địa, bộ đội vẫn say sưa luyện rèn. Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua, huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, Sư đoàn 324 Quân khu 4 đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, quan tâm bồi dưỡng năng lực chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong giai đoạn mới. Kết hợp giữa huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật và rèn luyện thể lực cho bộ đội, duy trì nghiêm chế độ nề nếp chính quy, nâng cao tính kỷ luật và bảo đảm an toàn mọi mặt. Quá trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, kết hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua quyết thắng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của mỗi cán bộ chiến sĩ trong mọi hoạt động, nhất là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, tạo bầu không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp. Đây cũng chính là một trong những cách thiết thực nhất để tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.